Dạ, chị Nguyễn Mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một hai dãy nhà là có khoảng 11 căn nha quý anh chị. Nhưng mà bên đây thì đã bán hết rồi, chỉ còn 4 căn thôi. Thì là bên đây thì có hai căn hướng Tây, đó, hai căn hướng Tây và còn hai căn hướng Đông. Đó, thì còn một căn hướng Tây thì còn một căn cuối và một căn đầu. Thì có diện tích là ngang là 3,5 m, dài vô là 9 m nha quý anh chị. Thì cái dãy nhà này á là được bên chủ đầu tư xây lên, mới xây vừa hoàn thiện xong luôn, điện thì cũng đã có sẵn rồi, điện nước thì cũng đã vô rồi nha quý anh chị. Thì mình xài nhiêu mình tính nhiêu thôi. Thì cái đường vào nhà của mình nó rộng khoảng 4 đến 5 m, đó, được lót gạch đỏ nha quý anh chị, nhìn khá là sang luôn. Thì đây là cái hai căn này là căn hướng Đông này quý anh chị, còn căn này và căn thứ hai này đó là hai căn này là hướng Đông nha. Đó, còn căn bên hướng Tây thì còn căn cuối và căn đầu. Thì chị Nguyễn xin chọn căn đầu để review để gửi đến quý anh chị mình. Thì cái mẫu mã thiết kế thì nó cũng y chang như nhau nha quý anh chị. Nó có một trệt và một lầu, hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ và một cái không gian phòng khách, không gian bếp rất là thông thoáng luôn. Đây là cái căn đầu tiên của ngôi nhà mình. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển ra chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng chỉ có khoảng 5 đến 7 phút thôi. Đó, ở đây thì mình di chuyển ra chợ gần nhất là mình đi ra chợ Trung Thành nha quý anh chị, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm luôn. Thì ngôi nhà của mình thì có hai hướng đi, một là cô chú anh chị mình có thể đi hướng đường Đinh Đức Thiện nối dài, đó, mình chạy thẳng qua tới khu công nghiệp Cầu Tràm, mình vẹo vào đường Bà Trùa, mình chạy vào khoảng 700 m nữa là đã tới ngôi nhà của mình rồi. Hoặc là quý anh chị mình cũng có thể đi cái hướng là đường 8A5 ngay chợ Long Thượng ấy quý anh chị, mình có thể đi hướng đó cũng được, mình vô cũng vẫn vô đường Bà Trùa luôn. Đó, như ngôi nhà của mình là đường thông tứ hướng nha. Thì ngôi nhà của mình là cách cái đường xe hơi á thì mất tầm khoảng 20-30 m thôi là mình đã ra tới đường xe hơi rồi. Thì cái đường vào nhà của mình á thì nó cũng hơi ngay chỗ này hơi bé một tí, thì mình có thể chạy một chiếc xe ba gác mình di chuyển vào tới ngôi nhà mình cũng rất là thông thoáng và thoải mái luôn. Với cái mẫu nhà này được bên chủ đầu tư khi bán với mức giá đúng 670 triệu nha quý anh chị. Đúng 670 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà rộng rãi và thông thoáng và mát mẻ luôn. Đó. Thì cái đây là cái mặt diện ngoài của cái căn nhà của mình. Thì cái mặt diện ngoài này thì cũng được bên đầu tư người ta ốp lát gạch đá bóng kính đó quý anh chị, càng lao càng bóng nha, là ốp lát từ ở dưới lên tặng lên trên luôn. Thì bước vào nhà là có một thêm một cái bậc nâng cấp nha quý anh chị. Đó, bước vào cũng khá là sang luôn. Đây là cái cửa sắt này quý anh chị, cửa sắt sơn tĩnh điện nha. Nó với kính là kính cường lực, đó, rất là dày dặn và chắc chắn nha. Thì cái mẫu nhà này, cái căn đầu này là nó được nở hậu một tí xíu nha quý anh chị. Đó. Thì ở phía đầu thì nó khoảng 3 m, phía sau là 3,5 m nha. Nó hơi cái căn này thì nở hậu một tí. Thì ở dưới gạch á, dưới gạch thì được lót đá là bóng kính khổ 60x60. Thì phía trên á, phía trên này thì cũng được ốp lát lên tặng một cái thai rất là sạch sẽ luôn. Thì nhà của mình là nhà mới 100% nha, chưa qua sử dụng bao giờ nha quý anh chị. Đây là cái phòng khách thì cũng được làm tràn thạch cao nguyên khối nè, có bóng đèn lon thắp sáng hết ngôi nhà từ phòng khách xuống tới không gian bếp luôn. Thì đối với ngay cái chân cầu thang đi lên đó quý anh chị, thì ngay cái phòng khách thì cũng được bên chủ đầu tư thiết kế cho mình được bậc tam cấp nè. Vậy quý anh chị mình có thể làm thêm một cái không gian tủ dược hộp nữa, thì mình về mình có thể trang trí thêm đó, hoặc là mình có thể để dị và mình trang trí thêm vẫn được nha quý anh chị. Ở đây thì cũng được ốp gạch nổi á, mình khá là sang luôn. Thì bước xuống tiếp nữa là một cái không gian nhà bếp nha quý anh chị. Thì đây là không gian nhà bếp cũng khá là rộng rãi luôn nha, đó, thật là rộng luôn. Thì cũng đã lắp đặt cơ bản như là tủ bếp dưới và tủ bếp trên để gia đình mình về sử dụng rồi nha. Có mặt đá là mặt đá hoa cương nè, bồn inox 304. Thì căn bên hướng Tây là mình có thể được mở cửa sổ nha quý anh chị, nên lấy gió từ ngoài vào rất là thông thoáng luôn. Thì bên đơn vị của em á có chừa cho mình ống nước ra, ống nước vô nè, để mình có thể lắp đặt máy giặt ở đây nha quý anh chị, nó khá là tiện luôn. Thì không gian nhà vệ sinh thì đặt ở giữa chân cầu thang cho tiết kiệm không gian căn nhà mình được rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Thì trong nhà vệ sinh á thì cũng đã lắp đặt cũng cơ bản đầy đủ để phục vụ đối với quý anh chị mình rồi. Thì chị Nguyễn xin nhắc lại, ngôi nhà của mình là được nằm tọa lạc tại gần chợ Trung Thành. Đó, mình đi di chuyển ra chợ Bình Chánh mất tầm khoảng 7 đến 10 phút xe máy. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7 thì mình đi tầm khoảng chỉ có 30 đến 35 phút thôi, khá là gần luôn. Và ngôi nhà của mình là có thiết kế là một trệt một lầu, được bán mức giá đúng 670 triệu nha quý anh chị. Thì ngôi nhà này thì là giấy tờ là mình có thể ra công chứng quy bằng nha quý anh chị. Đó. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn mình lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Tìm đâu ra với những căn nhà giá rẻ
chỉ có 670 triệu thôi. Thì những cái căn này rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà dưới 1 tỷ nha quý anh chị. Thì mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư thì rất là bao sinh lời cho quý anh chị mình luôn. Thì ở đây là cái tầng trên được thiết kế là 2 phòng và 1 nhà vệ sinh nha quý anh chị. Thì đây là một cái căn phòng đầu tiên đó, cũng rất là rộng rãi nha. Cái phòng này khá là rộng. Thì ngôi nhà của mình là toàn bộ có cái tông màu trắng nha quý anh chị, nó rất là sang luôn. Ở trong thì có dây chờ máy lạnh, đèn lon, đồ đầy đủ rồi, có phía cửa sổ. Ở đây thì dân cư ở rất là đông, thì mà bạn quay phim quay sơ cho quý anh chị mình cùng xem đó, thì cũng khá là đông rồi. Thì dân cư thì ở cũng khá là đông đó. Tìm đâu ra mà căn nhà với diện tích là ngang 3,5 m, dài tặng là 9 m luôn, mà bán với giá chỉ có 670 triệu thôi, vẫn còn bớt tí xíu đặt cho quý anh chị mình lấy may mắn nha. Và đây là cái không gian nhà vệ sinh trên lầu của gia đình mình, thì cũng đã lắp đặt những thiết bị cơ bản để phục vụ đến quý anh chị mình rồi. Và cửa phòng của mình là cửa gỗ nguyên khối nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Và đây là cái không gian phòng thứ hai. Phòng thứ hai cũng khá là rộng, ở trên trần và nó trần thật cao nha, để chị Nguyễn mở đèn lên nha. Khá là sáng nha quý anh chị, đó, rất là sáng luôn. Thì đây là có lợi thế cái phòng thứ hai của mình là có một cái ban công nhỏ ở phía ngoài nha quý anh chị. Đó, ở đây thì mình có thể đứng, mình có thể thấy được toàn cảnh xung quanh luôn, khá là tuyệt vời. Đó, mình đứng đây là mình có thể nhìn thấy là một cái công ty khu công nghiệp Cầu Tràm luôn nha quý anh chị. Đó, mình đứng mình nhìn xa xa đó là mình có thể thấy khu công nghiệp Cầu Tràm rồi. Nên rất là thuận tiện, mình mua về mình rất là thuận tiện để mình đi làm, tiện lợi mình đi làm. Ở đây ra cái khu công nghiệp Cầu Tràm đó khoảng là 700 m tới 1 cây số thôi. Đó, rất là gần và tiện lợi nữa. Ở đây thì dân cư ở cũng khá là đông rồi. Đó, về đây quý anh chị mình ở cũng không sợ buồn nha. Thì chị Nguyễn sẽ nhắc lại ngôi nhà của mình với diện tích là ngang 3,5 m, dài là 9 m, được thiết kế là một trệt và một lầu. Nó có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có một phòng khách và không gian bếp, được bán với mức giá chỉ có 670 triệu thôi. Thì ngôi nhà của mình là mình có thể đi công chứng vi bằng nha quý anh chị. Thì trong cái dãy 10 căn 11 căn này thì bên chị Nguyễn còn là 4 căn nha, 2 căn hướng Tây và 2 căn hướng Đông. Nếu quý anh chị nào thấy 2 căn thích hợp hướng nào đó thì cô chú anh chị mình có thể gọi qua cho chị Nguyễn sẽ hướng dẫn và gửi thông tin chính xác cho quý anh chị mình tham khảo trước, để mình coi mình có thuận tiện đường mình đi về các quận huyện lân cận hay không. Nếu cảm thấy thuận tiện thì quý anh chị mình có thể gọi ngay cho chị Nguyễn sẽ ra đón và dẫn quý anh chị mình vào tham khảo thực tế ngôi nhà này luôn nha. Căn nhà 2 dãy nhà này là nhà mới 100% nha quý anh chị. Thì xem đến đây rồi, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm, làm việc là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo, không ảo để mất thời gian của quý anh chị mình đi xem nhà nha. Chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn có báo giá tổng, có nói giá tổng của cái căn này luôn và nói hướng, nói diện tích đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Thì quý anh chị mình cảm thấy hợp thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn. Thì chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của chị Nguyễn. Và chị Nguyễn cũng xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.